cái thùng loa này là mới đặt bên bển về nha anh chị. Cái này là dân nội địa bên Trung người ta xài. Đây, riêng mẫu loa này nha, không phải là một mẫu loa vi tính bình thường, nó là một mẫu loa vi tính bất thường, không bất bình thường. Đây, nó làm hơn con người ta một cái là ở chỗ á, là con loa vi tính này nó có thể hát karaoke được nha mấy chị. Đây, à, nó đã lắm. Riêng về cái độ nghe nhạc không thì anh chị vẫn thích là chất lượng âm thanh của con loa vi tính nhiều hơn là nhiều khi là các con loa kéo nho nhỏ, các con loa sách tay nhỏ nhỏ, à, đúng không? Tại vì là con loa vi tính nó được cái là nó có sub bass, đánh nghe nhạc sàn nó đã hơn đúng không? Đó, nhìn là em biết. Nói chung á thì nghe nhạc là phải nghe cái căng căng đùng 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 lên nó mới đã. Đó, thì trong con loa này sẽ có như thế này. À, kết nối thì cũng kết nối bằng điện thôi. Đó, đi kèm hai con trép vệ tinh như thế này. Đó, và cái điều đặc biệt ở trên đây nè là nó có hai cái cổng nha, để cho mình hát karaoke. Anh chị có thể sử dụng là mic có dây hoặc là mic không dây, mình cắm vào đây, cắm một lần hai cổng cho em, song ca tứ ca gì đó mình có thể sử dụng được luôn. Đây, đó, kết nối loa như thế này. Đây, con này á là bên nước người ta chơi nha, nhưng mà theo em được dò xét các anh kỹ thuật, các bác kỹ sư á đem về đây á, cho mình sử dụng á, đó, đem về là bí kíp cho anh chị nè. Đó, vô tình lượm được bí kíp thôi chứ không có gì hết. Riêng con này thì giá nó cũng bằng một con loa vi tính thông thường mà anh chị hay thấy trên thị trường. Đó, thì mình khởi động lên thì nó sẽ hiển thị cho mình là một thêm một cái màn hình tráng gương, tích hợp thêm là cái đèn led RGB nữa. Trên đây có thể tích hợp được là USB nè, thẻ nhớ nè. À, được chưa? Và cái điều đặc biệt nhất là chị đang mong chờ là nó có thể hát karaoke đúng không? Sẵn cho anh chị luôn con mic có dây nè. Mic Bass 21 nha. Mic này là con mic bình dân nè. Hai tô phở thôi là anh chị đã cũng thể mua được rồi, mà chất lượng âm thanh nó ra cỡ này nè. Alo, 6 1 2 3 4 5 6. Đây nó còn có hiệu ứng quang echo nè anh chị cứ bình tĩnh với em nè. Lên 6. Đó, đã chưa. Lên 6 1 2 1 2 3 4. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi. Đó. Loa vi tính nhà đang hư đúng không? Dứt lẹ cho em con này đi hát karaoke nữa đúng đã luôn á. Kết nối Bluetooth thì vẫn là thông thường, kết nối có dây ở trong hộp nó cũng tích hợp dây nhựa đầy đủ cho mình để là kết nối vào máy vi tính hoặc là tivi luôn cũng được nha. Có remote đi kèm. Remote đi kèm nếu như bác nào sử dụng là cắm kết nối vào USB thì mình có thể điều chỉnh từ xa trên con loa vi tính như thế này. Mẫu em này á, là SM1306 nha mấy anh chị. Đây, một em loa vi tính có thể là hát karaoke, tin được không? Tin được đấy. Đấy, con này nha mấy anh chị. SM1306 nha. Cảm ơn.